hướng dẫn bolero bài mùa xuân đầu tiên. Bao nhiêu thương nhớ hôm nhạt đời anh trở về thăm em, bao lần ngồi thâu đêm nghe mùa xuân vừa đến. Ở bài này Dung sử dụng 3 tiết tấu như sau. Trước khi vào với từng kiểu cụ thể thì mình sẽ cùng tập bấm hợp âm trước nha. Hợp âm đô trưởng, la thứ, rê thứ, son trưởng, mi thứ, son bảy, rê bảy, pha trưởng. Mình đến với kiểu đánh số 1. Bát 3 2 1 2 3 1 2 3. Bát là sẽ tương ứng với từng hợp âm. Ví dụ đô trưởng, dây bát sẽ là dây số 5. Mình đánh 5 3 2 1 2 3 1 2 3. Dây đàn của mình từ trên xuống dưới là 6 5 4 3 2 1. Bát 3 2 1 2 3 1 2 3. Tương ứng với số phách. Bát 3 2 1 2 3 1 2 3. Bát 3 2 1 2 3 1 2 3. Còn những vị trí mà hợp âm nó chỉ có hai phách, nó chuyển nhanh qua hợp âm khác thì mình sẽ xử lý như sau. Ví dụ từ rê thứ chuyển nhanh qua son trưởng thì hợp âm nào đứng trước mình sẽ đánh là bát 3 2 1 2. Rồi hợp âm đứng sau thì mình sẽ đánh một cái công thức khác là bát 3 2 3. Bát 3 2 1 2 bát 3 2 3. Ở dòng thứ nhất là có hợp âm đô trưởng chuyển qua la thứ thì hai hợp âm đó bốn phách, mình sẽ đánh đầy đủ cái công thức ban đầu. Nhưng mà đến cái dòng thứ hai á, bao lần ngồi thâu đêm là có hợp âm rê thứ chuyển nhanh qua son trưởng, nó chỉ có hai phách thôi, thì mình sẽ ứng dụng cái công thức ngắn. Bao nhiêu thương nhớ gom nhặt đầy anh trở về thăm em, bao lần ngồi thâu đêm nghe mùa xuân vừa đến. Rồi đến đoạn thứ hai, mình sẽ sử dụng kiểu đánh như sau. Bum 3 2 1 chát, bum chát, bum chát. Kiểu này thì Dung có hướng dẫn ở rất nhiều clip rồi. Cái bum đầu tiên tức là dây bát của từng hợp âm, ví dụ đô trưởng ha, bum là dây 5. Sau đó đánh 3 2 1 chát là móc 3 dây 3 2 1 lên cùng lúc. Rồi cái bum và cái bum đằng sau thì mình sẽ đảo hai dây bát với nhau. Ví dụ như là bát 4, sau đó đến bát 5. Bum bum. Hoặc là 5 rồi đến 6. Bum bum. Nói chung tại vị trí đó thì mình sẽ đảo hai cái bát khác nhau nha. Làm lại đôi trưởng nè. Bum 3 2 1 chát, bum chát, bum chát. Còn những vị trí hợp âm nó chỉ có hai phách, chia công thức như thế này. Ví dụ như rê thứ chuyển qua son ha, thì hợp âm nào đứng trước mình sẽ đánh là bum 3 2 1 chát, bum chát. Rồi chuyển qua hợp âm tiếp theo mình đánh cái đuôi còn lại, bum chát. Bum. Đôi lúc nghe lòng buồn trên sườn đồi thông xanh, sương phủ đầy vai anh, cánh tàn trắng mơ anh. Rồi đến điệp khúc mọi người tiếp tục sử dụng tiết tấu này cũng được, hoặc là mình đổi thanh. Bum xuống lên, bum chát, bum chát. Nó chỉ khác cái xuống lên thôi. Xuống à, lên. Đó, nó chỉ khác cái đó thôi. Bum xuống lên, bum chát, bum chát, bum xuống lên, bum chát, bum chát. Rồi làm nhanh. Bum xuống lên, bum chát, bum chát. Và ở trong điệp khúc này những hợp âm nào mà chỉ có hai phách á thì mọi người sẽ chia công thức như sau. Bum xuống lên rồi qua son, bum chát, bum chát. Mm-hmm.
bao lâu nay đợi nhau là mấy, anh đâu ngờ bên bờ hạnh phúc là đây. Bao nhiêu thương nhớ gom nhặt đầy anh trở về thăm em, bao lần ngồi thâu đêm nghe mùa xuân vừa đến. Em ơi hoa thắm rơi ngập đường, trời nắng sẽ đàn. Em ơi đưa lúc nghe lòng buồn trên sườn đồi thôn xanh, dương phủ đầy vai anh bên tàn trăng mơ anh long lanh sao sát phương đầy trời dòng thác trắng bao la, trường sáng đen chim ca cho đường dài.